Tiếp theo là câu 6. Câu 6 thì đây là một cái bài về cực trị có điều kiện. Và cái hàm điều kiện chúng ta đây là nó chính là hàm 1 trên x bình mà cộng với 1 trên y bình bằng 1 trên 1 phần 9. Và cái hàm mục tiêu chúng ta đấy là hàm z bằng 1 trên x cộng 1 trên y. Đề này thì hơi đặc biệt một chút, đấy là nó không có câu cái dạng toán về cực trị, thì nó không có bài toán kinh tế mà người ta đều cho hai dạng hàm, một hàm v kép và một hàm theo một hàm z. Thì trong bài này thì cũng tương tự, thì chúng ta sẽ lập một cái hàm Lagrange. Thì chúng ta thấy một hàm Lagrange thì nó sẽ bằng là 1 trên x cộng 1 trên y cộng với cả lambda nhân với cả mở ngoặc 1 phần 9 trừ đi 1 trên x bình trừ 1 trên y bình và đóng ngoặc. Thì từ đó chúng ta sẽ đạo hàm hàm này theo biến x, biến y và biến lambda và cho nó bằng 0. Thì chúng ta sẽ giải ra được lỗi x bằng y bằng 2 lambda. Và ta thay vào phương trình đạo hàm l' theo lambda bằng 0 thì chúng ta sẽ rút được lambda. Lúc ấy lambda sẽ nhận hai giá trị, một giá trị là 3 trên căn 2 và một giá trị là âm 3 trên căn 2. Và từ đó thì chúng ta sẽ thu được phương trình này, nó sẽ có hai nghiệm và cái hàm số lúc đó sẽ có hai điểm dừng. Nó sẽ có hai điểm dừng. Một điểm dừng là M1 ứng với cả lambda 1 là 3 trên căn 2, một điểm dừng là M2 thì ứng với lambda 2 nó bằng trừ 3 căn 2. Điểm dừng M1 thì nó có tốc độ là 3 căn 2 và 3 căn 2, còn điểm dừng M2 lúc này có tốc độ là trừ 3 căn 2 và trừ 3 căn 2. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm điều kiện đủ của hàm số này. Thì chúng ta sẽ đặt cái hàm gxy lúc này nó bằng 1 trên x bình và cộng 1 trên y bình. Sau đó thì chúng ta phải đi đạo hàm hàm g này theo các biến x và y. Bước tiếp theo là chúng ta tiếp tục phải đạo hàm hàm l theo các biến x và y đến cấp 2. Và từ đó thì chúng ta có thể thu được một cái ma trận Hess. Khi đó thì chúng ta sẽ tính được cái định thức của ma trận Hess là lúc này nó là d3, lúc này nó bằng trừ g phẩy theo x bình và nhân với l 2 phẩy y bình và trừ đi g y phẩy bình và nhân với l 2 phẩy x bình. Và tại cái điểm M1 có tốc độ là ba căn hai và ba căn hai đều ứng với lambda 1 bằng 3 trên căn 2. Khi đó thì các giá trị g phẩy theo x và g phẩy theo y ngoài bình phương nó sẽ lớn không, và ta thay vào điều kiện là cái hàm đạo hàm cấp 2 ở trên thì chúng ta thấy là l 2 phẩy theo x bình nó sẽ bằng l 2 phẩy theo y bình và nhỏ không. Từ đó thì chúng ta suy được cái giá trị của d3 lúc này sẽ mang dấu dương, hay nói khác là m sẽ là điểm cực đại của hàm số, và từ đó chúng ta sẽ tính được z cực đại lúc này bằng căn 2 trên 3. Và tương tự thì chúng ta xét cho điểm M2. Tương tự như trên thì điểm M2 lúc này nó sẽ là điểm cực tiểu của hàm số. Và từ đó chúng ta cũng có được cái z cực tiểu của hàm số này chính là z của M2. Và ta tính toán ra thì nó sẽ là trừ đi căn 2 trên 3.